Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin bất động sản của công ty cổ phần tập đoàn Mayland. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Lệch pha cung cầu khiến giá bất động sản khó giảm. Giá chung cư tại Hà Nội tăng chóng mặt. Chỉ 65 hồ sơ đủ điều kiện mua nhà ở xã hội đắc địa bậc nhất Quảng Ninh. Thưa quý vị, giai đoạn khó khăn nhất của thị trường đã qua, dòng tiền thực đang đổ vào bất động sản, niềm tin và kỳ vọng của khách hàng đang quay trở lại. Đây là nhận định của các chuyên gia tại diễn đàn bất động sản Việt Nam 2024 vừa diễn ra. Tại diễn đàn, đại diện Bộ Xây dựng cho biết, có thể xem quý 1 năm 2023 là vùng đáy của thị trường bất động sản, còn hiện nay thị trường đã dần hồi phục dù vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn như nguồn cung các dự án đầy đủ pháp lý vẫn thiếu hụt trong khi nhu cầu mua nhà lớn. Các chuyên gia cho rằng lệch pha cung cầu khiến giá bất động sản khó giảm trong thời gian tới. Một số chuyên gia cho rằng pháp lý dự án mất nhiều thời gian, chi phí vốn nhiều, xây dựng, đầu tư các sản phẩm tiện ích chất lượng hơn. Việc chúng ta kỳ vọng giá nhà ở, đặc biệt là các sản phẩm thương mại ở trung tâm những thành phố lớn, tôi cho là gần như không thể. Theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, phải có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ thể chế, nhất là rút ngắn các khâu thủ tục Bên cạnh đó là duy trì mức lãi suất thấp, đặc biệt là giá trị của đất mà doanh nghiệp phải bỏ ra như đền bù, tiền sử dụng đất thì mới có thể giảm được giá nhà. Việc giảm giá nhà là bài toán tổng thể từ các vấn đề trên. Từ cuối năm 2023, lãi suất tiền gửi xuống thấp kỷ lục đã giúp thị trường khởi sắc hơn. Cùng với đó là các chính sách kích cầu từ phía chủ đầu tư như chiết khấu, hỗ trợ hoàn thiện nội thất Năm 2024 dự đoán sẽ là giai đoạn ổn định của thị trường bất động sản. Các giao dịch chủ yếu hướng tới nhu cầu để ở. Thưa quý vị, Hà Nội không chỉ với dự án mới mà những căn hộ chung cư đã qua sử dụng cũng tăng giá khá mạnh. Có những khu vực tăng giá gấp đôi chỉ sau 2 năm. Điều phi lý ở đây là tốc độ tăng giá nhà chung cư tăng nhanh hơn nhiều so với tốc độ tăng thu nhập trung bình của người dân 4 năm trở lại đây có tới 70% các dự án vướng mắc ách tắc về pháp lý, khiến hầu như không có thêm nguồn cung mới. Chính vì vậy, giá nhiều dự án 4 năm qua đã tăng 77% so với giá ban đầu. Ngoài ra, giá nguyên vật liệu, nhân công tăng đều qua mỗi năm, khiến chi phí để xây dựng một ngôi nhà cũng tăng theo. Đó là chưa kể một bộ phận đầu cơ mua đi bán lại ở thị trường thứ cấp đã đẩy giá nhà cao bất thường khi đến tay người có nhu cầu ở thực. Giá một căn hộ chung cư tại nội thành Hà Nội hiện tương đương 45 năm thu nhập bình quân của người lao động. Hà Nội vì thế lọt vào nhóm các thủ đô khó mua nhà nhất thế giới. Đây là công bố của Net Credit, nền tảng thuộc công ty công nghệ Enova International tại Mỹ vừa đưa ra. Còn theo nghiên cứu của Savills Việt Nam năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của Hà Nội đạt 150 triệu đồng một người, so với năm 2019 thì mức tăng trưởng trung bình thu nhập là 6% một năm. Trong khi đó, mức tăng giá căn hộ từ năm 2019 đến 2023 là 13% một năm. Như vậy, tăng giá nhà cao hơn gấp đôi mức tăng thu nhập trung bình của người dân và xu hướng năm nay dự báo giá nhà tiếp tục tăng cao, bỏ xa thu nhập của người dân. Theo các chuyên gia bất động sản, nếu không cải thiện sớm nguồn cung, thì áp lực giá nhà trung cư tại các đô thị lớn sẽ tiếp tục tăng trong năm 2024 này. Việc tìm căn hộ sẽ càng khó khăn đối với người có thu nhập hạn chế, gia đình trẻ, gia đình từ vùng nông thôn về thành phố, không chỉ trong năm nay mà sẽ còn kéo dài qua các năm 2025, 2026. Sự thiếu hụt nguồn cung đang tiếp tục đẩy giá nhà tăng cao hơn nữa trong những năm tới. Rõ ràng đang rất cần những giải pháp mang tính tổng thể bởi theo thời gian các hộ gia đình thành thị mới sẽ ngày một nhiều hơn, không chỉ đô thị hóa mà còn từ yếu tố thay đổi văn hóa, đặc biệt là nhu cầu ra ở riêng của thế hệ trẻ tách từ các đại gia đình. Thưa quý vị chỉ có 65 trường hợp đủ điều kiện trong số 334 hồ sơ đề nghị xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội thuộc khu dân cư Đồi Ngân hàng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh con số trên là kết quả giả soát của sở xây dựng tỉnh Quảng Ninh với sự tham gia ý kiến của cục thuế tỉnh, sở Tài nguyên và Môi trường và ủy ban nhân dân các địa phương từ danh sách dự kiến được chủ đầu tư đề nghị. Danh sách trên là những hồ sơ đã lọt vào vòng cuối cùng sau các đợt bốc thăm. Cụ thể thông tin từ sở xây dựng Quảng Ninh cho biết chỉ có 65 trên 334 hồ sơ đăng ký cơ bản đủ điều kiện mua nhà ở xã hội tại dự án trên tức xấp xỉ 20% còn 120 hồ sơ không đủ điều kiện và 149 hồ sơ khác sẽ tiếp tục được giả soát thêm. Cùng với thông báo các trường hợp đủ điều kiện trong đợt 1, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh cũng có văn bản thông báo về giá bán, giá cho thuê nhà ở xã hội tại dự án này. Theo đó, giá bán nhà ở xã hội đã bao gồm VAT và kinh phí bảo trì nhà trung cư là 16,228 triệu đồng một mét vuông giá cho thuê nhà ở xã hội đã bao gồm VAT và kinh phí bảo trì nhà chung cư là 74.800 đồng một mét vuông một tháng. Giá bán trên đã bao gồm các chi phí đầu tư xây dựng, phần thương mại, dịch vụ, văn phòng, nhà trẻ, chỗ để xe và được phân bổ vào giá bán, giá cho thuê nhà ở xã hội. Sau khi đầu tư xây dựng xong sẽ bàn giao lại cho ban quản lý nhà chung cư để quản lý đảm bảo theo quy định. Dự án nhà ở xã hội thuộc khu dân cư đối ngân hàng phường Hồng Hải và phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long do liên danh công ty cổ phần tư vấn đầu tư tài chính toàn cầu và công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội làm chủ đầu tư. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 1.360 tỷ đồng, được khởi công vào ngày 30 tháng 10 năm 2022. Dự án gồm 3 tòa nhà trung cư với tổng số 986 căn hộ, trong đó hai khối chung cư xã hội cao 17 tầng với 790 căn hộ và một khối chung cư thương mại cao 17 tầng có 196 căn hộ. Đây là dự án nhà ở xã hội tọa lạc tại vị trí trung tâm đắc địa nên được nhiều người dân quan tâm. Dự án dự kiến đưa vào bàn giao và sử dụng vào quý 1 năm 2026. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin bất động sản ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.